Kính thưa quý vị và các bạn, công tác giảm nghèo, chăm lo, hỗ trợ người nghèo luôn là một trong những chủ trương lớn được Đảng, Nhà nước quan tâm và thực hiện xuyên suốt những năm qua. Đây cũng chính là động lực huy động mọi sức mạnh của toàn thể cộng đồng, nhất là trong những lúc khó khăn. Truyền thống thương người như thể thương thân chính là giá trị nhân bản cội rễ của dân tộc. Một mùa xuân nữa lại về, để người nghèo trên toàn tỉnh có được một cái Tết vui, ấm áp, trọn vẹn. Thời gian qua, cùng với chính quyền, các cấp các ngành, Mặt trận Tổ quốc thành phố Bạc Liêu đã tích cực triển khai thực hiện nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, hiệu quả để chăm lo cho các gia đình nghèo, hộ người có công, gia đình chính sách. Đây là việc làm ý nghĩa, thể hiện và phát huy nét đẹp truyền thống uống nước nhớ nguồn, lá lành đùm lá rách của dân tộc, góp phần giúp người nghèo và các gia đình chính sách đang còn gặp nhiều khó khăn, có thêm nguồn động lực vươn lên trong cuộc sống. Tết Nguyên đán Kỷ Hợi sắp đến, tổ chức cho nhân dân đón Tết đầm ấm, vui vẻ, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế sôi nổi bước vào năm mới là trách nhiệm, việc làm của các cấp, các ngành, đoàn thể và các địa phương. Chung tay góp sức giúp đỡ hộ nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trong lúc này là việc làm thiết thực, thể hiện và phát huy nét đẹp truyền thống của dân tộc. Đó cũng là trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành và toàn xã hội để ngày xuân, ngày Tết trọn vẹn hơn, để Tết đến với mọi nhà, nhà nhà đều có Tết. Với tinh thần, mọi người đều được vui xuân đón Tết, không để hộ nào thiếu ăn trong dịp Tết. Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã rà soát, lựa chọn đúng đối tượng, bảo đảm công khai, minh bạch, không chồng chéo, không bỏ sót đối tượng. Thực hiện nghiêm túc chính sách hỗ trợ, cũng như chi trả kịp thời trợ cấp của Trung ương, của tỉnh, của huyện đối với các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và các gia đình chính sách. Chú trọng quan tâm đến người nghèo, cận nghèo, gia đình cán bộ, giúp đỡ các gia đình người già không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi. Cùng với đó, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đang tích cực kêu gọi, vận động các nguồn lực để trợ giúp cho người nghèo. Qua đó thể hiện được tấm lòng và sự sẻ chia của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và cộng đồng dân cư, góp phần mang đến cho người nghèo một cái Tết đủ đầy hơn. Đây vừa là trách nhiệm, vừa là truyền thống đạo lý, mang tính nhân văn sâu sắc. Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực thì Mặt trận phối hợp cùng với Ủy ban là có xây dựng kế hoạch để tổ chức các hoạt động Tết. Trong đó thì có hoạt động là chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, vui xuân đón Tết. Trên cơ sở kế hoạch ban hành thì Mặt trận đã chỉ đạo hệ thống dọc của mình, đó là Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận các phường xã phối hợp cùng với Ủy ban dân cùng cấp tiến hành vận động các nguồn lực để chăm lo cho hộ nghèo. Thì trước mắt là cố gắng vận động các nguồn quà, ngoài quà theo quy định của Trung ương, của tỉnh và của thành phố đối ứng để mà hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo theo quy định, thì Mặt trận cũng có chỉ đạo thêm đối với các phường xã là cố gắng phối hợp để vận động thêm các cái nguồn lực, tặng thêm những cái nhu yếu phẩm trong gia đình phục vụ cho những ngày Tết trong gia đình. Thì các phường xã hiện nay cũng đã có động thái rồi hết rồi. Những cái mạnh thường quân mà truyền thống của Mặt trận á, thì cũng đã vào cuộc, Mặt trận cũng đến liên hệ vận động và cũng tạo được nguồn. Thời gian qua thì Mặt trận và thành phố cũng như là các đoàn thể thành phố thì cũng đã có cái phối hợp để tổ chức các cái hoạt động chăm lo cho hộ nghèo. Năm nay thì theo kế hoạch chung của thành phố là có cái hoạt động Tết dân quân, rồi các đoàn thể cũng có hoạt động là như phụ nữ thì có chương trình gói bánh tét để tặng cho hộ nghèo, rồi thăm tặng quà cho các cán bộ chi hội, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Mặt trận cũng có hoạt động là chăm lo cho các ban công tác Mặt trận các khóm ấp. Đoàn thanh niên thì có chương trình chiếc áo mùa xuân để hỗ trợ quà Tết cho các em học sinh, đoàn viên thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết. Còn đối với hoạt động Tết dân quân thì Mặt trận cũng có là thành viên tham gia cùng để tuyên truyền vận động nguồn lực để thực hiện cái Tết dân quân. Đối với Tết dân quân thì các cái hoạt động mà hộ nghèo, hộ cận nghèo riêng đối với xã Vĩnh Trạch là năm nay là thực hiện 50 dặn khéo tại xã Vĩnh Trạch đó, thì những hộ nghèo, cận nghèo đều được chăm lo. Hiện nay thì theo kế hoạch là nguồn lực đã có rồi, tiến hành trao tặng tủ thờ cho gia đình liệt sĩ, thờ cúng liệt sĩ mà còn khó khăn. Rồi chăm lo vấn đề là quà Tết, rồi chăm lo đến cả cuộc sống đặc biệt là về vấn đề nhà cửa cho gia đình tân binh đang tại ngũ. Tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ là đều được trong kế hoạch và Tết đều có quà đến các đối tượng này. Còn hiện nay thì mặt trận thành phố cũng đang tiếp tục vận động thêm các mạnh thường quân để đóng góp vào nguồn quỹ vì người nghèo, phối hợp cùng với nguồn quỹ an sinh xã hội thành phố để có nhiều cái nguồn lực để chăm lo hơn cho đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, được đảm bảo là đón một cái Tết là đầy đủ, ấm cúng, không để tụt lại phía sau, nghĩa là những hộ gia đình này đều có một cái Tết như mọi người. Những ngày này, khắp nơi trên địa bàn thành phố đều diễn ra các hoạt động chung tay chăm lo Tết cho người nghèo và gia đình chính sách với nhiều hình thức phù hợp, thiết thực. Chung tay cùng cộng đồng, cán bộ, hội viên các cấp trong tỉnh cũng đang tất bật chuẩn bị những món quà Tết để trực tiếp đến thăm, tặng quà các gia đình nghèo. Đến thời điểm này, không chỉ các cấp ủy, chính quyền các cấp mà hàng trăm doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân cũng đang tích cực quyên góp, ủng hộ bà con nghèo đón Tết. Trong cái năm qua đó thì nhằm cái năm dân vận khéo của năm 2018 thì được sự cái quan tâm của Đảng ủy và Ủy ban phường Nhà Mát thì doanh nghiệp đã đồng hành cùng với chính quyền địa phương, thì có những cái công việc làm cụ thể như là mình cùng với đoàn phường, cùng với Ủy ban phường mình sẽ đi vào những cái hộ nghèo, những hộ cận nghèo, những đoàn viên gặp khó khăn thì mình vận động rồi mình hướng dẫn bà con có cái cách thức làm ăn, và mình trao những cái suất quà cụ thể giống như là học bổng hoặc là hiện vật như là xe đạp cho học sinh đến trường hoặc là những căn nhà tình thương đó, rồi mình vận động đoàn viên làm những cái việc làm cụ thể giống như là những cái phát quang bụi rậm, rồi vệ sinh đường phố cho nó xanh sạch, rồi bên cạnh đó thì cũng làm được những cái con đường nông thôn, thì được đồng hành cùng với chính quyền địa phương mà giúp đỡ cho những cái hộ còn khó khăn thì bản thân doanh nghiệp cảm thấy vui. Và cái hướng sắp tới thì mình sẽ tiếp tục làm một cái nghĩa vụ này nữa. Trong năm 2019 thì mình bản thân doanh nghiệp cũng sẽ có cố gắng và mình sẽ vận động thêm nhiều mạnh thường quân và nhiều doanh nghiệp nữa cũng làm được những nghĩa cử đẹp giống như năm qua. Việc tặng quà Tết cho người có công, đối tượng chính sách, hỗ trợ Tết cho người nghèo là nét đẹp truyền thống của dân tộc ta. Với sự quan tâm chăm lo kịp thời của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể, chắc chắn các gia đình chính sách, người nghèo sẽ được đón Tết vui vẻ, đầm ấm và đậm nghĩa tình. Kế hoạch mà để chăm lo cho cái người nghèo trong cái dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 thì ở đây thì có mặt trận đây thì cũng đã phối hợp với chỗ ủy ban cũng như là các cái tổ chức thành viên ở đây thì mình cũng đã chủ động để tranh thủ các cái nguồn hỗ trợ từ của thành phố. Cạnh đó thì đây cũng sẽ vận động một số cái nhà mạnh thường quân trong và ngoài xã sẽ có cái hỗ trợ cho cái hộ nghèo, cái hộ cận nghèo trong cái dịp Tết Nguyên Đán 2019 này. Cái mà phần quà mà để hỗ trợ cho hộ nghèo thì ở đây thì nó trị giá là tầm khoảng 250 đến khoảng 300.000, thì ở đây thì cái hộ cận nghèo và cái hộ nghèo của xã thì nó cũng khoảng trên dưới là cũng khoảng còn cả 250 hộ. Như thế thì cũng số tiền vận động trong cái dịp Tết này thì cũng là khá lớn. Chính thế thì đây cũng tăng cường để tranh thủ các cái nguồn vận động để đảm bảo. Ở đây thì trên địa bàn của xã thì hiện nay thì cũng một số cái doanh nghiệp mạnh thường quân hiện nay thì đóng trên địa bàn xã cũng nhiều. Chính như thế thì cũng sẽ cố gắng để vận động hết cái nguồn lực để hỗ trợ cho hộ nghèo trong dịp Tết này. Xuất phát từ truyền thống tương thân tương ái, năm nào cũng vậy, công tác chăm lo Tết cho người nghèo luôn được các cấp ngành, chính quyền địa phương và đặc biệt là mặt trận các cấp quan tâm thực hiện. Những việc làm đầy ý nghĩa, những lời chúc mừng, thăm hỏi, động viên đã làm ấm lòng những số phận kém may mắn. Hồi đó là như là tôi cũng khó khăn, con còn nhỏ, rồi lớp đi học, thằng đi lính, rồi thằng đi tu. Rồi sau này con tuy lớn rồi tôi cũng đỡ. Có một số tiền thì như là đóng góp là nhà đảng nhà nước đó, rồi quan tâm cái giúp đỡ số tiền các cái nhà. Rồi sau này tôi thấy anh em trong xã mình cũng vận động nữa. Rồi tôi thấy vậy là tôi rất cảm ơn đảng và nhà nước. Rồi mấy anh, mấy chú, cán bộ trong tỉnh, thành phố, xã, ấp mình đó. Tôi sẽ như là tôi là rất là cảm ơn. Tôi quyết tâm như là tôi có cái nhà ở rồi, tôi ấm no rồi. Tôi gắng làm cái gãy tôi như là ao, sú, gắng làm cho nó thoát. thoát cái nghèo đó rồi, như là tôi bây giờ tôi trong đây là tôi như là tôi vui rồi. Năm nay, để người nghèo trên toàn thành phố có một cái Tết cổ truyền đầy ý nghĩa, ngay từ đầu năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các đoàn thể đã nhanh chóng đẩy mạnh các hoạt động, không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo. Cuộc vận động Ngày vì người nghèo do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, vì thế được triển khai thực hiện đồng bộ và thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Bằng tấm lòng nhân ái và đầy trách nhiệm, nhiều cán bộ, công nhân viên chức, các lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm cùng các đơn vị, doanh nghiệp, nhân dân trong và ngoài tỉnh đã không ngần ngại giúp đỡ các hộ nghèo bằng vật chất và tinh thần, góp phần để họ vơi đi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Có thể thấy, sự thành công của Quỹ vì người nghèo, công tác chăm lo Tết cho người nghèo chính là từ tấm lòng của những người hảo tâm. Sự chia sẻ chính là cầu nối để hiệu quả của cuộc vận động trở nên thiết thực, gần gũi hơn. Thường là các mạnh thường quân của thành phố là các doanh nghiệp trên địa bàn trong thành phố có, ngoài tỉnh cũng có. Thì nếu mà nói là để làm ăn phát đạt, ngon lành thì các doanh nghiệp mới đóng góp là cũng không đúng. Lý do là hiện nay làm kinh tế cũng khó khăn, nhưng mà các mạnh thường quân, các doanh nghiệp này cũng rất là nhiệt tình. Khi thành phố là có hoạt động lên tiếng thì các doanh nghiệp đều ủng hộ, ít nhiều gì cũng đều ủng hộ hết. Vừa thể hiện được là tinh thần là doanh nghiệp tham gia cùng với chính quyền địa phương trong cái chăm lo cho hộ nghèo, cũng vừa thể hiện cái mối quan hệ, một cái sự là dạng là lá lành đùm lá rách. Những anh chị này có điều kiện hơn thì hỗ trợ để góp một phần nguồn lực của mình để chăm lo cho người nghèo có cuộc sống được tốt hơn. Đối với người nghèo, mỗi lần Tết đến là một lần lo toan. Tại thành phố Bạc Liêu, số hộ nghèo và cận nghèo vẫn còn tương đối nhiều, cuộc sống còn khó khăn, rất cần sự chung tay góp sức của cộng đồng. Với tinh thần mọi người đều được vui xuân đón Tết, không có hộ nào thiếu ăn trong dịp Tết, Mặt trận các cấp thành phố đã và đang tích cực kêu gọi vận động các nguồn lực để trợ giúp cho người nghèo. Hàng năm có hàng ngàn hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã nhận được những món quà Tết ấm áp, ý nghĩa. Đây không chỉ là tình cảm của các cấp các ngành, mà còn là tình thương yêu của cả cộng đồng đối với người nghèo. Để quà Tết đến kịp thời và đúng địa chỉ người nhận, cùng với các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, Mặt trận các cấp trong thành phố đã tìm hiểu, nắm vững cụ thể số lượng các đối tượng chính sách, người nghèo tại địa phương. Từ đó có sự trợ giúp thiết thực, đúng đối tượng. Thường xuyên tuyên truyền, kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước đóng góp nhằm nâng cao chất lượng và có thêm nhiều phần quà Tết dành tặng người nghèo. Nhờ có những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước chăm lo đến việc đảm bảo an sinh xã hội, nhiều hộ gia đình chính sách, nhiều người nghèo đã được nhận quà, được hỗ trợ xây nhà. Những hoạt động tất bật cuối năm hướng về người nghèo, chung tay giúp người nghèo đón một năm mới an vui, cho thấy các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đã thực sự đi vào cuộc sống. Những hoạt động ý nghĩa này đã phần nào động viên người nghèo nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Với sự trợ giúp của chính phủ, sự nỗ lực của các cấp chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân sẽ giúp cho người nghèo trên địa bàn tỉnh đón năm mới 2019 thật đầm ấm, vui tươi. Tất cả vì một mùa xuân bình yên, an vui và ấm áp. Kính thưa quý vị và các bạn, các hoạt động hỗ trợ chăm lo cho người nghèo tại mỗi thời điểm tuy mang ý nghĩa, tính chất khác nhau nhưng đã phần nào giúp cho các hộ nghèo ổn định đời sống. Việc hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách vào dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc càng có ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, bảo đảm an sinh xã hội cho mọi tầng lớp nhân dân, để không có ai bị bỏ lại phía sau. Như quyết tâm và hành động của chính quyền các cấp trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh nhà. Chuyên mục Đại đoàn kết xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại!